mà đang làm ở IDG thì có tham gia thành lập Gian TV và vận hành Gian TV được 2 năm đầu. Ngoài ra thì hiện nay là mình tham gia vào các cái hoạt động của một số công ty mà IDG đầu tư. Thì trước khi mà tham gia IDG thì là mình cũng có mở và vận hành 2 công ty khác. Thì trong đó có một công ty là nó không thành công. Thì khi mà mình làm công ty không thành công thì mãi về sau này khi mà vào IDG rồi thì mình mới chợt nhận ra rằng là ngày xưa là mình có lẽ phải đóng cửa công ty ngay cái phút đầu tiên, tức là đóng cửa ngay trước khi mình lập công ty đó. Tại vì khi mình lập công ty đó mình đã phạm quá nhiều cái sai lầm. Thì những cái sai lầm đó rất là đơn giản và có lẽ mình sẽ từ từ trong cái phần trình bày này. Tức là do trước đây mình đã làm cho các tập đoàn nước ngoài, cho nên là thu nhập cũng tốt, chế độ đãi ngộ cũng tốt, cái gì nó cũng là đẳng cấp cao hết. Thì đến khi mà mình lập cái công ty của mình thì mình quen cái thói quen đó và mình lập cái công ty đó với chi phí cao, với là đủ thứ các kiểu, nó rất là rườm rà, nhưng mà cái thực chất thì không có. Thì khi mà nói thật là khi mà nhìn lại cái kinh nghiệm cũ, mình nói là mình quá ngu xuẩn, đáng lẽ là mình phải đóng cửa công ty ngay trước khi nó bắt đầu. Thì để anh em đỡ mất thời gian thì nói thế này, khi mà một cái nhóm tới với IDG để mà đề nghị đầu tư thì là bọn mình có nhiều cái cách để mà quan sát. Không phải là cái đầu tư nào của IDG cũng thành công, điều đó chuyện rất bình thường trên toàn thế giới. Các cái tỷ lệ thành công của các cái dự án startup ở trên toàn thế giới nó chỉ là dưới 20% thôi. Có nghĩa là 100 công ty mà đầu tư thì chỉ còn 20 công ty là có thể nói sống được, rồi trong đó là có 3 công ty là thực sự thành công. Còn những công ty mà không chết nhưng mà cũng không thành công thì nó cũng là bình thường. Cho nên rằng là ngay cả khi các quỹ đầu tư người ta đã thực hiện rất nhiều cái động tác là chuyên môn của người ta để đánh giá xem là có nên đầu tư hay không đầu tư, thì cái tỷ lệ không thành công nó vẫn xảy ra. Nó vẫn xảy ra. Đó. Thì có nhiều cái yếu tố, cho nên là mình sẽ nói rất nhanh vì mình chỉ nói được 30 phút thôi. Nhưng mà nói mỗi yếu tố một khoảng chừng 1-2 phút. Một trong yếu tố đầu tiên là cái ngành của mình á, nếu như mà mình có một cái thuật ngữ gọi là barrier of entry, tức là cái rào cản gia nhập ngành. Nếu như một loại hình kinh doanh gì đấy mà nó quá dễ làm, ai cũng có thể làm được, thì nếu như mình đầu tư cho một người thì tại sao mình không đầu tư cho tất cả những người cùng làm cái đó? Mà như vậy thì nó không đúng. Tức là mình phải tìm những cái thứ mà nó khó làm, vì khi khó làm thì cái khả năng bị bắt trước nó mới tốt. Cái thứ hai á, là cái đội ngũ của mình là có đủ năng lực chuyên môn, đủ năng lực kỹ thuật để mà làm cái ngành đó hay không. Ví dụ như là trước đây á, khi mà mình làm một Gian TV á, thì mình luôn luôn nói với mọi người rằng là mình chả biết gì về làm về truyền hình, mình chả biết gì về làm âm nhạc, nhưng mà mình làm Gian TV thì cái câu chuyện nó nằm ở chỗ rằng là lúc đấy mình phải làm việc với lại những người rất giỏi về ngành truyền hình. Cái việc của mình tham gia với họ là mình là vấn đề quản trị mà thôi, còn việc mà làm nghề là việc của họ. Thì làm sao phối hợp được họ thành ra là một nhóm được tốt, đó là cái việc của mình. Nhưng mà nếu như mà mình đi làm Gian TV mà tất cả là đều là những người không biết gì về truyền hình ấy, thì điều đó nó cũng rất là rủi ro. Cái thứ hai nữa là, cái thứ ba nữa là cái lĩnh vực mà chúng ta làm đây ấy, có lĩnh vực nào nó đòi hỏi những cái cách đặc biệt hay không. Ví dụ như là có những đơn vị mà họ thích là làm thanh toán bằng mobile hay là thanh toán bằng internet chẳng hạn, thì các bạn cũng biết rằng là cái ngành này nó đòi hỏi có những giấy phép khác, đó là giấy phép thanh toán, mà không phải ai cũng có thể là thỏa mãn được những cái điều kiện đó. Thì chúng ta phải, nhà đầu tư người ta sẽ xét xem anh có khả năng lấy được cái giấy phép đó hay không. Rồi đến một cái yếu tố thứ tư, đó là cái mô hình mà chúng ta làm đối với nhà đầu tư. Mà người ta đầu tư vào thì khi người ta thoát ra thì người ta phải thắng về mặt đầu tư, tức là suất lợi nhuận nó phải cao. Nhưng nếu mà cái ngành đầu tư
cái suất lợi nhuận và suất mà gọi là upside nó không có cao á, thì nó không kích thích. Ví dụ như rằng là có những mô hình mà đầu tư mà cái nhà đầu tư người ta chỉ nhận được 2 chấm chẳng hạn, 2x chẳng hạn, thì người ta sẽ không có vui. Nhưng mà đương nhiên chúng ta cũng biết rằng là những đơn vị như là Google chẳng hạn, giá họ rất là cao, cao vút, cao rất là cao, thì là những cái mô hình đó nó rất hấp dẫn nhà đầu tư. Thì đương nhiên rằng là không phải đến lúc mà Google mà đã thành công rồi thì nhà đầu tư một mọi người mới vào. Khi mà Google người ta bắt đầu từ trong gara thì là có một số người người ta có một cái tầm nhìn và họ đầu tư vào trong Google, thì họ thấy cái tầm nhìn của Google, họ thấy cái triển vọng của Google. Yếu tố thứ năm là chúng ta làm những cái lĩnh vực ví dụ như là làm portal chẳng hạn, mà chúng ta không kiểm soát được nội dung. Ví dụ như là chúng ta làm, ví dụ như trong trường hợp của anh Luân làm nhạc của tôi, thì nếu như cái trang chia sẻ nhạc đó không, người ta không chia sẻ nhạc, thì rõ ràng là cái trang chia sẻ nhạc đó không thành công. Nhưng trong trường hợp của anh Luân đó là một trang chia sẻ nhạc thành công, đúng không? Đó, thì nếu như chúng ta không kiểm soát được nội dung mà chúng ta làm một cái trang chuyên về nội dung thì chúng ta có vấn đề. Rồi nếu mà chúng ta đã may mắn là chúng ta làm được một cái, chúng ta chọn được cái lĩnh vực mà ở đó chúng ta ít có đối thủ thì thế cũng tốt. Tức là thay vì chúng ta phải cạnh tranh rất là nhiều thì bây giờ chúng ta cạnh tranh ít hơn. Thì đến phiên là nếu như đối thủ của chúng ta đều là những người giỏi cả thì làm sao để chúng ta được tạo được sự khác biệt đó. Nếu chúng ta không tạo được sự khác biệt thì là tại sao nhà đầu tư phải đầu tư cho ta, mà tại sao nhà đầu tư không đầu tư cho đối thủ của mình, đúng không? Thì là chúng ta phải tìm cách tạo được sự khác biệt. Rồi nếu như chúng ta tham gia một thị trường mà những cái người mà cạnh tranh chúng ta họ có quá nhiều tiền, chẳng hạn bây giờ nói về thương mại điện tử, có một số trang làm về thương mại điện tử thì chắc là ai cũng thấy hãi hùng với lại cái ngân sách quảng cáo của Lazada hoặc Rocket Internet. Mà nếu mà quảng cáo ít thì chết. Hoặc là trong những cái công việc như là group buying, những cái đơn vị như là nhóm mua hay cùng mua, chi phí quảng cáo họ rất là cao. Tại vì nếu quảng cáo ít thì người ta ít biết đến mình đó. Và ít biết đến mình thì ít đến khả năng là mình tăng doanh số. Cho nên là nếu mà chúng ta tham gia một thị trường mà đối thủ chúng ta quá mạnh về tiền đó, cũng là rất là đáng suy nghĩ cho nhà đầu tư. Cái vấn đề lớn nữa là vấn đề là cái đội ngũ của các cái quản trị của cái doanh nghiệp đó. Ví dụ đội ngũ đó là 2 người, 3 người, 4 người, 5 người, 6 người, 10 người, vân vân. Nếu như trong cái đội ngũ đó mà họ bổ sung nhau tốt, hỗ trợ nhau tốt thì rất ổn. Nhưng nếu mà trong cái đội ngũ đó mà mỗi một người là một dàn nhạc mà mỗi người đánh một kiểu, không có nhịp thì chắc chắn là nguy hiểm. Hoặc rằng là cái đội ngũ đó nó có những vấn đề về nhân cách. Ví dụ như là một cái ông này là ông rất là thích khoe khoang, hoặc là ông này là ông rất là kiểu như là có rất nhiều tiểu xảo, thì nhà đầu tư sẽ tìm cách tìm hiểu được những vấn đề đó. Tại vì khi mà đầu tư vào một doanh nghiệp á, là mình phải đi với họ đến 8, 9 năm, 10 năm. Mà nếu như mà họ có quá nhiều tiểu xảo đó thì nhà đầu tư rất lo lắng, đúng không? Còn có những nhà đầu tư khác nữa, họ những đối tượng khác nữa, có nhiều người họ quá là bảo thủ. Tức là khi mà họ bảo thủ, tức là họ luôn luôn nghĩ rằng là họ không nên lắng nghe cái ý kiến của nhà đầu tư, không nên lắng nghe ý kiến của hội đồng quản trị. Thì họ nghĩ rằng là nếu mà họ lắng nghe thì họ sẽ thể hiện ra cho mọi người rằng họ là người không giỏi. Và vì vậy cho nên họ là dù tốt hay dù xấu, họ đều cố gắng là chăm chăm đi theo con đường của mình để tránh bị người ta đánh giá là dở. Nhưng khi mà họ từ chối cái việc ghi nhận những cái đóng góp của những cái cổ đông của họ, những nhà đầu tư của họ, thì rõ ràng là họ cũng làm mất đi những cơ hội của họ. Cái này thì ở bên IDG hoặc là chắc chắn các nhà đầu tư khác mình thấy rất là nhiều. Những cơ hội kinh doanh nó bị bỏ qua chỉ vì cái người mà lãnh đạo doanh nghiệp họ quá là bảo thủ. Nhưng ngược lại có những cái người mà ngược lại mà lãnh đạo doanh nghiệp lại quá là đam mê với cái lĩnh vực của mình. Cho nên rằng là khi mà nhà đầu tư người ta đã kiểu như là người ta đã đưa lên những cái cảnh báo là như thế này là không đúng thì không đúng, thì tin quá cũng không được mà không tin cũng không được,
trong một số trường hợp thì cái người lãnh đạo doanh nghiệp lại là tự mình bỏ tiền ra, bơm tiền vào trong cái doanh nghiệp đó để mà chạy, và cuối cùng tạo ra tình huống tức là nhà đầu tư người ta không dám tiếp tục nữa, tại vì lúc đấy là cái trách nhiệm của người ta với cái vốn đó, với cái khoản nợ đó thì ai chịu đó. Mà cái khoản nợ đó ai chứng minh? Khi mà anh bỏ tiền vào cho cái doanh nghiệp nó vận hành, anh không có báo cáo với hội đồng quản trị là anh sai tiền nó như thế nào, thì cái rủi ro đó ai chịu đó. Thì là tựu chung về vấn đề mà cái đội ngũ lãnh đạo một doanh nghiệp đó, nó có rất nhiều cái vấn đề nhỏ nhỏ mà mình phải qua cái việc tương tác một thời gian thì mình phải nhận ra từ từ. Có khi nếu mà may mắn mình nhận ra ngay thì tốt, ví dụ như thông qua 5-6 người trong cái ngành đó cùng biết cái con người này, nói rằng đừng làm với người này vì người này rất nguy hiểm, ok. Nhưng có nhiều người lúc đầu rất là dễ thương nhưng sau đó là không dễ thương nữa. Nó có một câu tức là I only love you in the morning, tức là sau khi nhận tiền xong rằng là bye bye, I only love you in the morning, tức lúc đó là cái người mà nhận được tiền họ không còn đi song hành với lại nhà đầu tư nữa. Rồi nếu mà chúng ta nhào vào trong một cái thị trường để cạnh tranh mà trong thị trường đó đã có những ông rất giỏi rồi, ví dụ như bây giờ mà chúng ta chúng ta làm OTT chẳng hạn, chúng ta đấu với lại Viber, đấu với lại Zalo đó, thì là chúng ta hơi nguy hiểm đấy, tại vì mấy ông đó nó quá nhiều tiền để mà ông đẩy cái sức sản phẩm của ông, cũng như có những sản phẩm mà trong cái hệ sinh thái đó người ta hỗ trợ được. Còn nếu chúng ta một mình một ngựa nhảy ra ngoài, chúng ta làm OTT rất là căng, kiểu như vậy. Rồi nếu như mà đây là một cái vấn đề chung mà mình thấy ở các công ty khởi nghiệp, tức rằng là có nhiều cái đội khởi nghiệp á, rằng là xuất phát từ là cái lõi là chúng ta nắm vững được về mặt kỹ thuật, và chúng ta nghĩ rằng là kỹ thuật có thể thay được tất cả. Thế là chúng ta làm cái sản phẩm và chúng ta nghĩ rằng là sau khi sản phẩm đó xong là ok, và chúng ta ngày mai nhà đầu tư tới ký một cái hợp đồng đầu tư rất là khủng và chúng ta ok. Thực tế thì có phần lớn trong cái thị trường của chúng ta rằng là có nhiều cái công việc nó đòi hỏi là không chỉ có online không, mà nó đòi hỏi phải offline, nó đòi hỏi phải có customer service phải rất là tốt. Thì nếu mà chúng ta mà không mạnh về customer service, chúng ta không có tỉ mỉ, không khéo léo, thì chúng ta có khả năng là chúng ta sẽ không thành công, mà thật sự là sẽ không thành công. Okay. Rồi nếu như mà thường thì nhà đầu tư thích là không có đầu tư vào ý tưởng, tại vì đầu tư vào ý tưởng nó rất là rủi ro. Từ ý tưởng mà đến một cái sản phẩm thật sự là một thời gian rất là dài, một cái quá trình chứng minh rất là dài. Đó. Cho nên rằng là thường nhà đầu tư người ta là nghe ý tưởng thì người ta có thể rất là thích, nhưng mà nếu như mà người ta không thấy cái sản phẩm đó nó đang chạy thật á, thì người ta sẽ từ từ người ta chờ. Tại vì tiền bỏ ít nhưng mà mất thì cũng không có quý gì hơn so với việc là bỏ nhiều tiền nhưng mà thành công. Cho nên rằng là khi mà một cái sản phẩm á, mà đã được thực hiện rồi thì nhà đầu tư rất là thích ở chỗ là họ nhìn được là giữa cái anh nói là anh làm được và cái anh đã làm được nó có tương thích với nhau không, nó chứng minh được năng lực làm sản phẩm của anh hay là không. Rồi nếu mà chúng ta tham gia một cái thị trường mà cái quy mô của thị trường đó nó quá nhỏ thì đương nhiên là chúng ta sẽ không có kỳ vọng được nhiều vào doanh thu lớn. Ở đây là mình thấy là sau khi mà những cái trang mạng xã hội lớn như Facebook nó thành công rực rỡ, thì là Việt Nam đã bắt đầu có những cái trang cũng ra làm mạng xã hội. Nhưng làm một lúc không thành công thì nghĩ rằng là do là mình làm cái mạng xã hội nó đấu trực tiếp với lại Facebook cho nên là không thành công. Bây giờ chuyển sang làm mạng xã hội theo những cái chuyên ngành dọc rất là hẹp. Thì câu chuyện nó kế tới sẽ là cái chuyên ngành dọc đó nó đem lại cái gì? Đem lại cái gì? Có bao nhiêu người trong cái chuyên ngành dọc đó sẵn sàng tham gia vào cái mạng xã hội đó, và cái ngành đó, cái người mà tham gia vô cái đó, những cái thành viên tham gia mạng xã hội đó, người ta là người có thu nhập cao hay thu nhập thấp đó. Thì nếu như mà người ta có thu nhập thấp thì rất đông thì cũng không có ý nghĩa gì nhiều, đúng không? Tại vì doanh thu của các cái công khởi khởi nghiệp nó có từ hai nguồn, một là
quảng cáo, và hai là phi quảng cáo, tức là bằng những cái sản phẩm dịch vụ trực tiếp. Và nếu như quảng cáo cũng ít mà doanh thu mà từ những cái từ cái hoạt động trực tiếp cũng ít thì rõ ràng chúng ta không có một công ty tốt rồi. Cái nữa rằng là khi mà một đội người ta vận hành một doanh nghiệp thì là do chi phí của cái đội đó nó cao. Chi phí của đội đó cao á, thì nhà đầu tư người ta sẽ phải quan sát. Tại vì nếu như mà mình đốt quá nhiều tiền thì rõ ràng mình phải đòi nhiều tiền từ nhà đầu tư. Mà đòi nhiều tiền từ nhà đầu tư thì mình phải bơm cái định giá của doanh nghiệp mình lên cao. Thì đối với nhà đầu tư, người ta gặp những trường hợp đó, người ta sẽ rất thận trọng. Rất thận trọng. Trong cái mô hình kinh doanh của mình, thì mình nhắc lại là mình có hai loại doanh thu là quảng cáo và phi quảng cáo, tức là buôn bán dịch vụ vân vân. Thì cả hai cái nguồn doanh thu đó nó phối hợp lại thành ra là cái doanh thu của doanh nghiệp. Doanh thu của doanh nghiệp mà trừ cho chi phí của doanh nghiệp thì ra lợi nhuận. Nếu như mà doanh thu chỉ hơn được lợi nhuận một chút thôi á, thì cũng phải rất là suy nghĩ. Đó. Vì nhà đầu tư người ta có nhiều cái chọn lựa. Ví dụ như người ta có 100 chọn lựa thì người ta sẽ chọn lựa là 10 cái chọn lựa nào tốt nhất cho người ta về mặt suất đầu tư. Thì nếu như mình là một cái loại doanh nghiệp, cái mô hình kinh doanh của mình mà có suất lợi nhuận rất thấp thì nhà đầu tư người ta sẽ không quan tâm, ít quan tâm, hoặc là người ta bỏ qua luôn. Và cái vấn đề cuối cùng mình nói rằng là nếu như mà chúng ta tham gia một thị trường mà chúng ta không điều khiển được cái thị trường đó, chúng ta không có là một cái tác nhân mà điều mà tạo ra cái xu hướng cho cái thị trường đó, thì có nghĩa rằng là chúng ta và nhiều người khác đang cùng chia sẻ một cái thị trường đó, thì cái khả năng mà chúng ta tạo sự khác biệt đó, nó sẽ phải vất vả hơn, khó khăn hơn đối với những doanh nghiệp mà họ có được cái quyền ảnh hưởng, tác động, tạo ra xu hướng cho thị trường. Thì những cái yếu tố này, mỗi một yếu tố nó không phải là yếu tố quyết định. Tại vì có những cái doanh nghiệp mà họ xài rất nhiều tiền, có doanh nghiệp rất nhiều tiền, ví dụ như Yang TV, rõ ràng là doanh nghiệp này dùng rất nhiều tiền. Tại vì nó làm truyền hình, mỗi một giờ làm nội dung trên TV rất là đắt tiền, đội trả lương cho đội ngũ cũng rất là đắt tiền. Nhưng mà nếu mà chỉ nhìn vào vấn đề là chi phí họ cao mà không đầu tư cho họ thì chưa chắc là đúng. Nhưng ngược lại có những cái đội là ăn bánh mì, uống cà phê cốc mà nhà tư vẫn không đầu tư, tại vì không có nghĩa rằng anh chi phí thấp là anh thành công. Nên rằng là khi mà nhắm tới cái việc là trả lời câu hỏi rằng là 10 loại nhà đầu tư nào mà chúng ta không, 10 loại doanh nghiệp nào mà nhà đầu tư không đầu tư, thì thật là có. Nó là một cái sự cân nhắc của rất nhiều cái yếu tố mà trong cái kinh nghiệm của nhà đầu tư người ta thấy được. Thật ra là chia sẻ với các bạn rằng là có một số những anh em trẻ tuổi là làm cho quỹ đầu tư IDG. Thì những anh em này trước đây cũng là những cái thành viên của các cái cộng đồng khởi nghiệp, họ là những người xuất sắc. Nhưng mà khi mà vào trong IDG thì mình thấy một cái sự thay đổi rất lớn của họ, dù họ còn rất trẻ. Là những cái mà họ chưa từng thấy khi mà ngồi ở cái cốc cốc của nhà đầu tư làm cho họ trở nên là trầm tĩnh hơn. Họ không nói nhiều nữa. Tại vì có những cái mà họ theo như mọi người bên ngoài họ thấy như thế là đủ. Thì thực ra là khi mà vào ngồi làm quỹ đầu tư thì không hề đủ. Mình nhớ là những ngày đầu tiên á, khi mà mình làm ở IDG á, mình gần như là cảm động, muốn khóc vì thấy những nhiệt huyết của một hai người. Thậm chí là mình viết lên cái blog của mình là những người đó là tạo cho mình cảm hứng rất là nhiều. Nhưng mà về sau này thì cái nhiệt huyết là phải có, không nhiệt huyết vọt bỏ, nhưng mà nhiệt huyết chắc chắn không đủ. Có bao nhiêu thứ mà nó ảnh hưởng tới sự thành công của doanh nghiệp. Ngay cả có những cái doanh nghiệp đi thành công một lúc nhưng không thành công về sau này. Thực tế là như vậy. Cho nên rằng là cái câu trả lời ngắn gọn đó, thật ra là nó không có thỏa mãn cho các bạn đâu. Nhưng mà cũng có thể nói rằng là 8 năm làm quỹ đầu tư thì 8 năm đó có những doanh nghiệp bọn mình đi với họ từ những ngày đầu và thay đổi một cái doanh nghiệp, thay đổi cái vận mệnh của một doanh nghiệp. Nó không phải là câu chuyện của 30 phút mà mình nói chuyện với nhau ở đây. Nó là mỗi một ngày, mỗi một ngày, mỗi một giờ,
là giống như là trăn trở với những cái vấn đề của doanh nghiệp đó. Mà mình hy vọng rằng là tuy mình nói ít nhưng mà mong rằng là mấy anh em khi mà lập cái doanh nghiệp của mình á, thì là xem thứ nhất tiền, thời gian, đó, cơ hội là những cái thứ tài nguyên nó không bao giờ là vĩnh cửu, nó không bao giờ là bất tận. Tiền sẽ hết, chúng ta trẻ rồi sẽ già, cơ hội tới rồi sẽ đi. Nếu chúng ta không biết nắm bắt nó, không biết phát triển nó một cách khôn ngoan thì chúng ta sẽ bỏ qua rất nhiều cơ hội. Và cuối cùng là chúng ta chỉ mất rất nhiều cơ hội, mất thời gian của chúng ta thôi. Và chúng ta về sau này nhìn lại quá khứ, chúng ta không có gì để ra là ok thành tích của cuộc đời mình hết. Ok, cảm ơn các bạn nhé.